Xin chào các bạn. Trong series video giới thiệu về các sản phẩm tốt đến từ đất nước Hàn Quốc hôm nay, à, trên tay mình đây là sản phẩm tinh dầu hoa anh thảo. Đây là một sản phẩm mình đã bán trong hơn hơn một năm vừa qua và đã được rất nhiều phản hồi tốt từ khách hàng. Gần như là một phần trăm quý khách hàng đều có phản hồi rất tốt. Cho nên hôm nay mình xin thực hiện video này để giới thiệu về sản phẩm. Sản phẩm này được sản xuất tại Canada, công ty mẹ thì đặt tại Hàn Quốc và nhà máy thì sản xuất tại Canada để à, cung cấp cho các thị trường khó tính ở châu Âu và Mỹ. Phải nói rằng đây là một sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn rất là cao, nha quý vị, theo tiêu chuẩn rất là cao. Tinh dầu hoa anh thảo thì được biết đến với tác dụng đó là điều tiết cái nồi tiết tố cho phụ nữ, điều tiết nồi nồi tiết tố phụ nữ đang. Như vậy đây là một sản phẩm chỉ dành riêng cho chị em phụ nữ. Để giúp cho cái cơ thể của người phụ nữ này là điều hòa được về vấn đề về kinh nguyệt giảm đau bùng kinh trong thời kỳ kinh nguyệt này và thậm chí là nhiều khách hàng mình sử dụng bảo rằng em mới đến thời kỳ kinh nguyệt không còn cảm giác đau nữa không còn cảm giác khó chịu nữa và phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh sử dụng cái này cũng rất ok nha quý vị đặc biệt là những khách hàng có tình trạng khô hàn thì sử dụng sản phẩm này sẽ giúp cho vấn đề về à, của đời sống vợ chồng nó sẽ tốt hơn đó là chưa kể những bạn nào mà bị nỗi mùn ha thì sử dụng sản phẩm này cực kỳ tuyệt vời gần như là hết mùn vì nó làm điều tiết cơ thể từ bên trong làm đẹp da từ bên trong phải nói là đây là một sản phẩm rất là tốt nhưng quý khách mình phải nói rằng đây là một sản phẩm rất tốt chính vì tốt như vậy nên mình muốn chia sẻ tới các chị em phụ nữ những người đang có nhu cầu muốn cải thiện cái nội tiết tố của bản thân mình mà không tìm ra đâu không tìm đâu ra một cái sản phẩm tốt được về thành phần của sản phẩm này ha là 99,9% của sản phẩm là tinh dầu hoa anh thảo. Ngoài ra thì nó sẽ có một 0.1% là vitamin E. Vitamin E thì rất là tốt trong vấn đề là chống lão hóa. Đấy, chống lão hóa cho phụ nữ. Cho nên tại sao khi càng dùng thì cơ thể lại càng đẹp ra, tóc đẹp ra, rồi da dẻ đẹp ra, tươi trẻ hơn. Phía trên này là có thông tin nhà sản xuất nhà nhà, nhà nhà phân phối tại Hàn Quốc ha. Thì quý vị có thể cầm cái sản phẩm này à, lên tới địa chỉ đây hỏi xem là sản phẩm bên mình cung cấp có chính hãng hay không nếu như không chính hãng thì bên mình sẽ à, đền 100 lần tiền cho quý khách hàng nó có hàng sử dụng là 2023 và có lót sản xuất đây nhé quý vị ở Hàn Quốc đây là một sản phẩm về nó là một sản phẩm thực phẩm chức năng nha quý khách là sản phẩm là thực phẩm chức năng chứ không phải là dạng thực phẩm thông thường Đấy. Một hộp như thế này chúng ta có 300 viên Mỗi viên là 1.001mg Phải nói là hàm lượng rất là cao Và mỗi ngày thì chúng ta sử dụng hai lần Và mỗi lần chúng ta sử dụng một viên cùng với nước ấm Tốt nhất là các bạn sử dụng cùng với nước ấm Đấy. Thì nó sẽ rất là hiệu quả Thì sản phẩm này có thể sử dụng trước ăn hoặc sau ăn đều được Nếu như sau ăn thì các bạn nên sử dụng sau ăn khoảng 30 phút đến một tiếng Ngoài ra nếu các bạn sử dụng chuột ăn cũng không vấn đề gì cả nha quý vị về cách mở sản phẩm này ha chúng ta đe xuống và chúng ta xoay theo cái ngược chiều kim đồng hồ chúng ta sẽ mở cái nắp ra sản phẩm còn nguyên si nhá nó sẽ có một lớp bảo vệ nguyên si thế này đây là một cái cấu tạo rất thường gặp ở các sản phẩm của châu âu đây, viên bên trong nhé quý khách viên rất đẹp và chúng ta bọc này viên của nó chuẩn thì bọc là không có không bị vỡ rất mềm rất đẹp và cái tinh dầu bên trong là rất là vàng quý khách hàng có nhu cầu thì xin liên hệ với kiếm bổng à, bên bổng chuyên cung cấp xì và lẻ cái sản phẩm này rồi cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi